Ngày 12 tháng 8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình và các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành của tỉnh đã khảo sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2020 và công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Tân Lạc. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan của huyện. Tại buổi làm việc với huyện, đoàn đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc báo cáo tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2020. Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt chống dịch COVID-19, vừa quyết tâm duy trì phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 661,99 tỷ đồng, đạt 74,6% kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt 64,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 19,378 tỷ đồng, bằng 24% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Đến nay, toàn huyện có 5 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 đảm bảo an toàn đúng quy chế. Công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện đã triển khai kịp thời đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường rà soát người từ các vùng dịch trở về địa phương. Huyện đã lập các chốt kiểm soát người ra vào tại 16 trên 16 xã thị trấn, xây dựng 4 phương án chuẩn bị, xử lý, ứng phó khi có người bị nhiễm COVID-19. Tại buổi làm việc, huyện Tân Lạc đề xuất tỉnh sớm cho chủ trương bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến đường tỉnh 435 đối với quốc lộ 6 nhằm mở rộng tiềm năng thu hút đầu tư tại vùng này và khu du lịch Hồ Hòa Bình, quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư hoàn chỉnh công trình đường quyết chiến Ngổ Luông. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ cấp bổ sung kinh phí, vật tư, trang thiết bị thiết yếu để thực hiện công tác phòng chống dịch trong thời gian tới và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Tân Lạc cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm. Đặc biệt, có giải pháp hữu hiệu trong thực hiện thu ngân sách nhà nước, vì năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, do đó cần sớm kiện toàn việc bố trí cán bộ theo phương án đã được thông qua. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, triển khai đồng bộ các nguồn vốn, làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, nông nghiệp, ưu tiên khai thác phát triển lĩnh vực du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác phát huy tiềm năng của huyện. Đây là điều kiện tốt để thu hút các doanh nghiệp lớn và khai thác đầu tư. Về công tác phòng chống lũ bão, tăng cường quản lý các công trình, hồ, đập trong mùa mưa bão. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Về các đề xuất kiến nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, đồng chí yêu cầu các sở ngành nghiên cứu, xem xét, báo cáo đề xuất tỉnh có hướng giải quyết trong thời gian tới.